Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Thêm chất nhạc, gắt ồn ào. Đó, quả slogan hôm vừa rồi mình nghe thấy khi mà quảng cáo về con JBL Live Pro Plus này mình thấy khá là ấn tượng. Tại vì ngay từ cái slogan đấy các bạn cũng hiểu là thêm chất nhạc là tăng trải nghiệm âm thanh, và gắt ồn ào tức là chống ồn chủ động đấy các bạn. Con này có hết, không thiếu một cái gì cả. Đó, và các bạn thấy trên vỏ hộp đúng không? CES Innovator Awards 2021 có giải thưởng xịn sò CES luôn. Và cái thiết kế trải nghiệm cũng như là cái chất âm của cái mẫu tai nghe này khiến cho mình rất là bất ngờ, bởi vì nó là đặc trưng của JBL, mà cái quan trọng hơn cả nó còn tăng trải nghiệm chống ồn để giúp mình có những thứ thú vị hơn, ấn tượng hơn. Và thực sự luôn là cái mẫu tai nghe này này, mình nghĩ rằng nó được sinh ra để mà cạnh tranh với cả ví dụ như là AirPods Pro đấy, hay là Sony VKF 1000X M4 gì đó. Chứ nhưng mà quan trọng hơn cả là mức giá của con này nó tốt hơn rất là nhiều. Giá thị trường quốc tế thì theo như mình tìm hiểu là 180 đô, nhưng mình cũng không rõ là thị trường Việt Nam giá sẽ là như thế nào, nhưng mà thường giá thị trường Việt Nam thậm chí nó còn tốt hơn nữa cơ. Nên là anh em quan tâm thì có thể tham khảo tại những đại lý gần nhất đang cho đặt trước, hoặc là đặt trước những cái thông tin gì đó. Nói chung thì mình chỉ được hãng ưu ái gửi trải nghiệm, và đây sẽ là những cái đánh giá của mình sau khoảng hơn một tuần mình nghe thử cái mẫu tai nghe này. Bắt đầu nha, let's go. Thì cái điều đầu tiên các bạn phải lưu ý nhé, là cái hộp này bên trong nó cũng có đầy đủ những cái bộ phụ kiện phía bên trong và một vài những cái thông tin ở đây. Ví dụ như các bạn có gì, ANC này, Dual Connect này, Sync này, Wireless Charging, tức là các bạn sẽ có một cái khả năng sạc không dây cho cái đế này. Và theo như mình tìm hiểu thì cái hộp này có thể đặt chung để mà sạc với bất cứ một cái đế sạc không dây nào hỗ trợ chuẩn tri, hoặc là các bạn có thể sử dụng chung với cả những cái món phụ kiện của nhà Apple là cũng được hết luôn. Nói chung là sạc không dây nó là một thứ cần phải có cho những mẫu tai nghe như này, đỡ phải cắm dây các bạn ạ. Sạc cho mấy cái tai nghe này thì sạc cho cây cứ để qua đêm, hôm sau sử dụng luôn. Nói chung là cũng khá là ưng về cái mặt đó, và đây là một trong những cái điều đầu tiên về cái mặt trải nghiệm thiết bị mình khá là thích. Rồi, đi vào từng thứ một đi. Thì đây là cái cây sạc của JBL Live Pro Plus. Các bạn có thể thấy là nó rất là nhỏ, rất là gọn, và các bạn thấy không? Nhỏ xíu trên tay, và thậm chí nó còn bé hơn về chiều ngang so sánh với AirPods Pro. Nó chỉ cao hơn một chút xíu thôi, và mình thích cái kiểu tròn tròn vuông vuông như này. Các bạn có để vào túi quần các thứ cũng rất là dễ dàng, chạy bộ các thứ thì không phải suy nghĩ nhiều. Nói chung là sự nhỏ gọn là cái thứ đầu tiên mình rất là ưng. Nó sử dụng cổng USB Type-C và nó là cổng phổ biến hơn. Ok, rồi và phía bên trong này thì nam châm hút cái housing cũng rất là chắc. Này, mình đang lật ngược đây, lắc này, không hề rơi ra một chút xíu nào, là các bạn cũng hiểu cái khả năng nam châm hút nó chắc chắn như thế nào trên cái cây sạc như thế này. Và rõ ràng đây cũng là một cái điểm để giúp các bạn sử dụng nó yên tâm hơn. Mình thì đang có ở đây là một cái phiên bản màu này, gọi là màu vàng nhạt hay là màu be gì đó, và mình khá thích cái màu này đây. Các bạn nhìn thấy mình đeo lên tai này đấy, cảm giác cái gì nó bị ẩn đi mất luôn đấy. Hòa cùng với màu da khá là thú vị, các bạn thấy không? Thiết kế housing này thì không có gì quá mới, nó vẫn là cái kiểu dạng earbud bình thường. Nhưng cái quan trọng là từ trước giờ JBL luôn luôn làm cái phần thiết kế housing này với những cái đường cong rất đường tròn, và quan trọng hơn cả là cái phần housing này nó không quá to, và khi các bạn đeo fit lên tai á, nó cực kỳ ôm vào tai luôn. Đây các bạn thấy này, tai của mình nó ôm từng tí một luôn. Và mình đã thử đeo cái này làm việc nguyên một buổi chiều khoảng tầm hơn 4 tiếng liên tục, và đôi khi là mình quên mất mình đang đeo cái tai nghe này luôn, tại vì là nó cực kỳ dễ chịu. Đấy, đã cực kỳ luôn. Những cái tip tai ở đây thì các bạn cũng có ba cỡ SML phổ biến thôi, để các bạn tùy thuộc vào hốc tai chúng ta có thể đeo vào, giúp các bạn có thể cách âm tốt hơn. Cách âm thụ động thôi là cũng đã ngon rồi, chưa cần nói gì cách âm chủ động, lát nữa mình sẽ nói cái vụ đó sau. Nhưng mà cái trải nghiệm đeo là thực sự rất ok. Và nếu như các bạn để ý trên thân á, chúng ta sẽ có tới 3 cái micro để giúp các bạn có thể khử tiếng ồn một cách tốt hơn, mà quan trọng là chúng ta vẫn có khả năng đàm thoại cực kỳ tốt. Bởi vì đây, hai cái đít ở dưới này đó, là chúng ta sẽ có những cái vị trí micro, tức là khi các bạn đeo như vậy nó sẽ có những cái micro định hướng vào mồm của các bạn, xịn vãi trưởng luôn. Rồi, thì đó là những cái thiết kế cơ bản liên quan đến hộp sạc, cảm giác đeo cũng như là cái thiết kế housing. Thế thì bây giờ mình nói luôn về cái vụ quan trọng nhất nhé, đó là chống ồn. Thì chống ồn của con này thực sự là khiến cho mình bất ngờ. Rồi, thì bên trong cái ứng dụng My JBL Headphone á, thực ra là cài xong các bạn sẽ chỉ có cái chữ headphone thôi, thì chúng ta sẽ có chế độ ở đây là Noise Cancelling này các bạn này. Và khi mà chúng ta bấm vào thì các bạn sẽ có 3 tùy chọn, đó là Everyday Mode này, Travel Mode này, và Active Mode.
tức là nó sẽ có thể phân tích vào từng cái tình huống các bạn sử dụng và các bạn chọn chế độ chống ồn cho nó phù hợp. Ví dụ như trải nghiệm của mình thì mình hay để chế độ Everybot, tức là nó block tất cả mọi thứ, những cái tiếng ồn gì đó, những cái tiếng gì đó noise, tiếng nền, tiếng nhiễu, tiếng gì đó là nó block bằng sạch, và nó sẽ giúp các bạn có một cái môi trường yên tĩnh hơn. Ngay cả trong cái lúc mình đang đeo như này, mình bật chống ồn lên cái giọng của mình nghe cũng còn không thể nào rõ, nó cứ bị méo mó đi và nghe nó cực kỳ là khó chịu luôn, tại vì nó chống đi gần hết rồi. Và nếu như những cái tiếng nhỏ nhỏ, những người nói xung quanh thì có thể tự tin là cái tai nghe này khử trong bằng hết luôn. Trong một cái môi trường khó, đấy là môi trường mà có rất nhiều bạn đang gõ cái bàn phím ấy, thì đây là cái tình huống mà rất nhiều các bạn gặp phải trong những cái môi trường làm văn phòng. Thì đây, cái tiếng bàn phím này, cái mic này của mình thu cho nó không thiếu một cái tiếng nào luôn, và cái tai này của mình nó hạn chế cái tiếng gõ phím đấy một cách gần như là tối đa một cách kinh khủng luôn. Và mình đã từng thử so sánh với cả một cái iPod Pro như này, thì con này khử cái tiếng đó nó còn triệt để hơn. Khi các bạn nghe bằng con AirPods Pro này thì các bạn vẫn còn nghe cái tiếng gõ xuống phím rất là rõ ràng đấy, và nghe nó cứ bị văng vẳng vào tai, nhưng mà con này thì nó khử đi gần như là toàn bộ rồi. Nó chỉ còn những cái tiếng lách cách rất nhỏ mà không hề khiến các bạn bị khó chịu hay khiến các bạn bị phân tâm một chút xíu nào cả. Và bây giờ nếu như các bạn chỉ cần mở một cái bài nhạc nhẹ nhẹ nào đó để mức âm lượng đâu đó tầm 30% là nó sẽ có một trải nghiệm thực sự là rất ok. Và khả năng chống ồn này khiến mình rất là bất ngờ, bởi vì rõ ràng đây là một cái tai nghe giá quá tốt luôn, chống ồn cực kỳ ok. Và chưa kể nữa, các bạn có cái chế độ ví dụ như là travel mode, ví dụ như là active mode, khiến cho các bạn ví dụ như chúng ta mà chạy bộ ngoài trời thì các bạn sẽ vẫn cần phải đôi khi có những cái tiếng gì đó cần phải lọt vào. Ví dụ như là chạy bộ ngoài đường thì phải cần biết tiếng còi xe, thì cái tai nghe này nó cũng phân tích những cái tình huống đó để giúp các bạn có thể sử dụng ok hơn. Đó, và thậm chí chúng ta cũng có cái chế độ đấy là ambient sound control, với ví dụ như là ambient aware này, hay là talk through, tức là chúng ta có thể lựa chọn cái chế độ đấy là nghe những cái tiếng xung quanh một cách tự nhiên, hoặc là các bạn tập trung vào cái giọng nói gọi là talk through để mà giúp các bạn có thể nghe được những cái tiếng người nói đối diện một cách kỹ hơn. Nó những cái tính năng này là những cái tính năng cộng thêm thôi, và thực sự nó giúp cho những người sử dụng như chúng ta có những tính năng để tập trung vào từng mục đích rõ ràng hơn, ok hơn, hay chưa? Rồi, thì đó là chống ồn rất là ok. Bây giờ mình sẽ nói về chất âm. Thì chất âm của JBL thực sự nó là một cái thứ gì đấy mang tính thương hiệu rồi. Bạn nào đã từng nghe những cái mẫu loa của JBL, nghe những mẫu tai nghe của JBL trước đây thì các bạn cũng biết đến cái JBL Signature Sound, tức là nó là một cái tính chất rất là đặc trưng riêng. Con tai nghe này thì nó vẫn thừa hưởng đầy đủ những cái tính năng đó mà nó nâng trải nghiệm chi tiết hơn một chút xíu, bởi vì cái màng loa nó là 11mm. 11mm trong một cái thân hình hậu sinh bé xíu như thế này thì thực sự là mình không hiểu là JBL làm kiểu gì luôn, xịn vãi trưởng luôn. Và khi mà mình trải nghiệm thì mình bị bất ngờ bởi cái giải âm bass. Đấy, âm mid và âm treble nó vẫn khá là tách bạch, chi tiết và thể hiện cái chất âm của nó khá là ổn. Nếu như các bạn không bật chế độ EQ lên á, thì âm thanh nó sẽ trải dàn đều và rất là tách biệt giữa âm bass, âm mid và âm treble, và giúp các bạn có thể nghe được rất nhiều thể loại khác nhau. Dạo này thì mình rất là thích nghe cái bài Bad Habit của Ed Sheeran, không biết các bạn đọc như nào. Nhưng cái bài này có những cái tiếng bass đó. Những cái tiếng bass nó đánh xuống. Mà quan trọng hơn cả là tiếng bass nghe vẫn đầy đủ từng dài. Mà cái giọng của Ed Sheeran nó vẫn được nổi lên một cách rất là rõ ràng. Đó, nghe nó rất là hay. Thực sự là mình khá là bất ngờ, bởi vì ví dụ như gắn với mức giá tầm 180 đô, giá con này khoảng 3 triệu mấy Việt Nam chẳng hạn, thì rõ ràng chất âm như vậy là khiến cho mình thực sự là bất ngờ. Và cái tai nghe này là còn kết hợp với cái cảm giác đeo rất là dễ chịu nữa, thì thực sự là không có gì phải bàn đến được cả. Quan trọng là nếu như các bạn mà tùy chỉnh một vài những thứ liên quan đến EQ ấy, thì bên trong cái phần mềm My JBL Headphone cũng đầy đủ hết. Và nếu như mình muốn tăng trải nghiệm âm bass lên thì mình chỉ cần bật cái chế độ bass lên một chút xíu là những cái tiếng trống đó nghe nó rõ hơn, nghe nó rành mạch hơn và nghe nó nổi hơn rất là nhiều. Và chuyển sang những thể loại liên quan đến EDM, liên quan đến bass bùng các thứ, bass ăn cơm, bass hét các thứ ấy, thì như là một vài những bài remix của Cuca cả thời điểm hiện tại, ví dụ như Đường Tôi Chở Em Về. Và rõ ràng cái tai nghe này mình thấy sinh ra để có thể làm được rất nhiều việc khác nhau, tức là có thể đánh được rất nhiều những cái loại nhạc khác nhau, nhưng mà nó vẫn thiên về những cái thể loại liên quan đến pop rồi R&B, liên quan đến hip hop, những cái thể loại thiên về bass các thứ. Thì cái tai nghe này làm thực sự là khiến cho mình cảm thấy hài lòng. Hay còn có một tính năng khác nữa mà mình rất là bất ngờ luôn, đó là bên trong cái phần cài đặt
Đó, các bạn sẽ có một phần mềm Smart Audio and Video. Tức là gì? Tức là nếu như các bạn mà sử dụng cái tai nghe này trong nhiều mục đích khác nhau, ví dụ ở những nơi quá đông người, các bạn có thể chuyển về chế độ Normal để mà giữ cho kết nối là tốt nhất có thể, không hề bị đứt kết nối một chút xí nào. Hay là nếu như các bạn ở một nơi yên tĩnh muốn tập trung và nghe nhạc thì các bạn sẽ có thể chuyển về chế độ Audio Mode để chúng ta có khả năng truyền tải âm thanh bitrate cao nhất và chất lượng âm thanh tốt nhất có thể. Còn nếu như các bạn mà xem phim, các bạn chơi game thì các bạn có thể chuyển qua chế độ Video Mode để nó đồng bộ lại hình ảnh và âm thanh không hề có một chút xíu delay nào cả. Hay vãi chưởng luôn đó. Thực sự thì kể cả các bạn để những chế độ bình thường thì nó làm cũng rất là ngon, nhưng tính năng ở cái phần mềm nó làm từng thứ riêng biệt để phụ thuộc vào từng nhu cầu khác nhau, các bạn sẽ có những cái option khác nhau. Hay chưa? Hay vãi luôn. Và cuối cùng sẽ là pin. Một lần các bạn sạc đầy cái tai nghe này, các bạn có khoảng 7 tiếng nghe nhạc liên tục. 7 tiếng thôi các bạn. Và khi kết hợp với cái hộp sạc này, các bạn sẽ có thêm 21 tiếng nữa, tức là sạc đầy được 3 lần. Và tổng cái kén sạc này kết hợp với cả cái tai nghe, các bạn có khoảng 28 tiếng nghe nhạc. Thực sự thì 28 tiếng nó là quá thoải mái, quá trâu. Và theo như cái đánh giá của mình, mỗi ngày các bạn nghe đâu đó tầm khoảng bao nhiêu, 3 tiếng đi, thậm chí là 4 tiếng đi, thì cái tai nghe này thoải mái có thể giúp các bạn nghe được khoảng 1 tuần chúng ta mới cần phải sạc lại cái cây sạc này. Và thực tế đối với cái việc mà nó hỗ trợ sạc không dây ấy, mà bây giờ cái món sạc không dây đấy nó cũng rất là phổ biến, nên các bạn đi về đến nhà rảnh, các bạn đặt lên đấy sạc không dây một cái, bingo, ngon lành luôn. Đó, ổn chưa, ổn chưa, ổn chưa. Nói chung thì đây là một cái tai nghe mà khiến mình cảm thấy hài lòng từ đầu cho đến cuối luôn. Từ hộp sạc thiết kế rất ok, từ cảm giác đeo của tai nghe rất ok, từ chất âm của nó mang tính đặc trưng nghe rất là sướng, hay là chống ồn của nó khiến mình cực kỳ hài lòng. Bên cạnh thời lượng pin cũng rất ngon và rất nhiều tính năng thông minh liên quan đến cái phần mềm tùy chỉnh ở phía bên trong này. Đó, vậy thì các bạn nghĩ sao về JBL Live Pro Plus? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Và cái thông tin này mình đưa ra chắc các bạn cũng sẽ bị bất ngờ đấy. Mức giá ở thị trường global là 180 đô đúng không? Nhưng giá chính thức ở thị trường Việt Nam chỉ là 2.990.000, và bắt đầu từ ngày 17 tháng 7 cho đến hết ngày 23 tháng 7 khi các bạn đặt trước ạ, thì 3.000 khách hàng đầu tiên sẽ nhận một bộ quà trị giá lên tới hơn 2 triệu đồng. Cụ thể hơn, các bạn sẽ được tặng một cái loa JBL Go 2 này, các bạn sẽ được tặng một cái bao đựng tai nghe cao cấp giá là 460.000 này, các bạn còn được tặng thêm một cái e-code giá 399.000 để mà mua bất cứ một cái sản phẩm nào của JBL hoặc Harman Kardon trên website của PGI, chỉ cần từ 990.000 là mua được hết. Rồi lại thêm một cái e-code nữa giá 541.000 để mua cái tai nghe JBL T110BT. Ua, thề tặng bao nhiêu là quà như thế này, tính ra tai nghe 3 củ tặng quà, tính ra cái cho là 2 củ, hai cái món kia thôi cũng đã giảm được củ rồi. Có tai nghe này giá 2 triệu rồi các bạn, giá hơi thực sự luôn. 2 triệu nghĩ gì nữa, đúng không? Còn bây giờ mình sẽ ngừng video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.